Thưa quý vị, phòng cháy chữa cháy trong thời gian này đang là vấn đề cấp thiết và vô cùng quan trọng, cần được triển khai và thực hiện một cách nhanh chóng hiệu quả. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì luôn cố gắng để đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời giúp đỡ các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh trang bị những kỹ năng phòng cháy chữa cháy bằng đa dạng những hình thức khác nhau. Và một trong số đó phải kể đến ứng dụng công nghệ quét mã QR tiên tiến trong công tác tuyên truyền và hướng dẫn về thao tác chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên bản tin 441 tại huyện Chương Mỹ. Với chiếc điện thoại thông minh, người dân huyện Chương Mỹ giờ đây có thể dễ dàng quét mã QR code để xem đầy đủ các video hướng dẫn trực tiếp từ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp. Mỗi video đều truyền tải đầy đủ các biện pháp phòng cháy, sử dụng các phương tiện chữa cháy, hướng dẫn sơ cứu hay cả những thông tin cần thiết về nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn và phương pháp quản lý đổ nhiệt điện an toàn. Các nội dung được thể hiện chi tiết, đồng thời cũng hết sức sinh động để người dân dễ hiểu và ứng dụng được tốt nhất. Người hiểu biết thì quét bằng điện thoại thông minh, xong giới thiệu và truyền đạt lại cho những người không có mã, không có cái điện thoại thông minh đấy, và tất cả cùng hợp tác, đủ chung tay để phòng ngừa, phòng chống nơi cộng đồng. Ví dụ như những người già và những người trẻ, người ta không thể đi học được cái lớp phòng cháy chữa cháy, thì họ có thể là quét mã QR trên Zalo, thì họ sẽ có thể xem được những clip, có thể là tự trang bị cho mình một cái kiến thức mà chủ động phòng cháy ở nhà khi mà có sự việc hy hữu xảy ra. Ý tưởng dùng mã QR để tuyên truyền được Đại úy Nguyễn Như Dũng, cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Chương Mỹ đề xuất triển khai thực hiện từ tháng 2 năm 2023. Sáng kiến này đã giúp tiết kiệm thời gian cho các chiến sĩ cảnh sát trong việc tuyên truyền tới người dân các kiến thức được truyền đạt một cách hiệu quả. Nếu như trước kia, để tổ chức một buổi tuyên truyền, tập huấn cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị, thông báo tập hợp người dân vào một thời gian nhất định, thì nay mọi người có thể xem bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu với chỉ một chiếc điện thoại thông minh. Đối với địa bàn huyện Chương Mỹ là địa bàn mà có diện tích rộng với 32 đơn vị hành chính cấp xã, trong khi đó hạ tầng giao thông cũng như cơ sở vật chất cho việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền tập trung đông dân cư là tương đối khó khăn. Chính vì vậy mà tôi đã đề xuất với lãnh đạo công an huyện cũng như ban chỉ huy đội cho triển khai mã QR truy cập nhanh đến các cái đường link có các cái bộ phim do phòng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội thực hiện. Và đây là một trong những cái tài liệu đặc biệt quan trọng đối với công an cấp huyện trong việc là tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy cháy đối với người dân. Tiên phong trong việc đưa công nghệ thông tin vào tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy, phương thức này đã nhận được sự hưởng ứng từ tất cả người dân. Không chỉ riêng trên địa bàn huyện Chương Mỹ, đến nay mô hình này đã được Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ nhân rộng ra cả nước. Trong giai đoạn 1 của thực hiện kế hoạch thì chúng tôi đã triển khai thực hiện hai cái mô hình là tổ liên gia an toàn phòng cháy cháy và điểm chữa cháy công cộng, và chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho ủy ban dân huyện cũng như hướng dẫn ủy ban cấp xã tiếp tục triển khai thực hiện hai mô hình này và các cái mô hình tiếp theo cái chỉ đạo kế hoạch 53. Nhờ sự nỗ lực của các cán bộ phòng cháy chữa cháy cũng như tính sáng tạo hiệu quả của sáng kiến về mã QR code, huyện Chương Mỹ đã hoàn thành tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho 100% hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Trong thời gian tới, các lực lượng chức năng cần đẩy mạnh hơn việc ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng cháy chữa cháy nói riêng và về pháp luật nói chung để tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động cho người dân.